chào các bạn. Hôm nay bếp nhà tôm sẽ giới thiệu với các bạn món bánh trung thu, bánh dẻo nhân đậu xanh và bánh dẻo chay. Trước hết chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu: nước lọc, nước lạnh, đường phèn, chay. Đây là ba thứ để chúng ta nấu nước bánh dẻo. Ta cần chuẩn bị nước bánh dẻo trước để cho nước bánh dẻo nguội thì chúng ta mới bắt tay vào làm bánh. Đây là nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh tôi đã hướng dẫn cách làm nhân đậu xanh, xên nhân đậu xanh của video trước. Các bạn xem lại video nhé. Và để làm bánh dẻo, nguyên vật liệu tiếp theo không thể thiếu đó là bột bánh dẻo. Bột bánh dẻo thì đã được đó là bột nếp đã được sấy sẵn rồi. Dầu ăn, hương hoa bưởi và số phụ kiện đi kèm như là khuôn. Đây là khuôn Singapore. Đây là khuôn bento. Và một số dụng cụ cần thiết. Và tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây đó là cái hộp và túi bóng để bảo quản bánh dẻo. Đây là có hút ẩm để chúng ta bảo quản bánh được lâu hơn một chút. Đặc biệt bánh trung thu handmade chúng ta không dùng chất bảo quản, và lượng đường thì là phù hợp với khẩu vị ăn của từng người một, nên là các bạn có thể điều chỉnh được. Thì trước hết tôi hướng dẫn cho bạn cách nấu nước đường. Tôi đã chuẩn bị sẵn 300g nước lạnh nha. Đường phèn, và chúng ta nấu. Và trong quá trình toàn bộ quá trình nấu nước đường bánh dẻo, chúng ta tuyệt đối không được khuấy. Và khi đường tan khoảng tầm sôi khoảng tầm 10 đến 15 phút thì chúng ta cho nước cốt chanh vào và đun tiếp khoảng tầm 5 phút. Sau đó đợi nước đường bánh dẻo nguội. Và sau khi nước đường bánh dẻo sôi khoảng tầm 5 phút thì chúng ta vắt nước cốt chanh vào. Và để cho nước đường sôi tiếp khoảng tầm 5 phút nữa thì chúng ta tắt bếp đợi nước nguội. Tôi lấy 150g nước đường bánh dẻo đã để nguội 100% bạn nhé. Bạn đừng không được dùng nước đường khi nó còn ấm nóng. Dầu ăn một chút xíu. Nước hoa bưởi, hương hoa bưởi. Bột bánh dẻo 75g. Chúng ta trộn đều, hỗn hợp nước đường, nước hoa, hương hoa bưởi và dầu ăn. Tôi đã cân sẵn ở đây là 75g bột bánh dẻo, và tôi cho một nửa vào hỗn hợp này. Máy đều đấy. Khi mà hỗn hợp tạo hồ, các bạn càng ngoáy thì nó lại càng đặc trở lại nhé. Tại vì lúc này thì bột nó sẽ ngấm dần nước đường. Đổ nốt chỗ bột còn lại vào. Quá trình này bây giờ chúng ta phải dùng bắt buộc dùng ngón tay. Để chúng ta trộn sâu hơn.
chúng ta lấy một cái mâm để chúng ta trộn bột. Quá trình này trộn bột rất là quan trọng. Chúng ta miết dài tay, gấp khối hộp bột vào, gấp và miết dài. Chúng ta không nhào bột như nhào bột mì, nhào bột bánh bao, và chúng ta phải miết dài tay. Chúng ta gấp và chúng ta miết nha. Chúng ta trộn một bánh dẻo, chúng ta làm và đóng bánh luôn nhé. Các bạn kiểm tra bánh dẻo này, chúng ta cắt thử một chút xíu, chúng ta cảm là kiểm tra bằng mắt cắt đúng thành chúng nó vị thì là phần bánh dẻo chúng ta rất là ngon. Và bây giờ chúng ta tiến hành đóng bánh nhé. Khuôn này là khuôn 150g, chúng ta đóng theo khuôn nên là phải cân chuẩn. Chúng ta không thể ước lượng trong quá trình làm bánh được đâu. Vỏ bánh dẻo là 100g. Nhân bánh dẻo là 50g. Khuôn này thì là vỏ 100g nhân 50g. Khuôn cá, khuôn thỏ thì là tổng khối lượng là 300g. Vỏ nhiều hơn nhân, vỏ 20g và nhân 10g. Các bạn nhớ cân cho chính xác ạ. Tròn nhé. Chúng ta dùng tay ấn đẹp ra. Chúng ta có thể dùng cái cán bột, nhưng mà tay chúng ta có thể dàn đều ra. Ở giữa thì vỏ, ở giữa thì lượng vỏ sẽ dày hơn ở xung quanh. Xung quanh mỏng hơn để khi chúng ta cho nhân vào thì nó không bị lem ra ngoài. Chúng ta tạo hình tròn nha. Chúng ta không quên thêm một lớp bột áo nữa. Một lớp bột áo mỏng, chúng ta vo như vậy. Một lớp bột áo mỏng. Khuôn cũng vậy, chúng ta phải có một lớp bột áo. Các bạn thấy chưa? 30g cho một khuôn thì là nó vừa in. Chúng ta không thể thừa ra, không thể thiếu, thì đến khi đóng bánh nó không nét. Rồi, bây giờ chúng ta lấy bánh ra nhé. Các bạn thấy chưa? Sản phẩm của chúng ta khá rõ nét đúng không ạ? Và bánh tiếp theo là bánh to. Các bạn làm tương tự. Ở giữa các bạn chú ý là bột dày hơn, xung quanh mỏng hơn. Và tuyệt đối là phải dùng găng tay ni lông nhé, chứ không là nó rất là dính ạ.
Đây là cục đậu xanh 50g. Chúng ta hết sức cẩn thận với khâu này, đóng các bạn nhớ ấn đều các góc. Nè, vuông thành sắc cạnh. Các bạn thấy chưa ạ? Rất là nét đúng không ạ? Và chúng ta có thể cho lên hương và khay luôn. Chúng ta lót ở dưới một miếng gói hộ chống ẩm. Đây ạ, sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành. Và tương tự như vậy với các bánh tiếp theo. Đây là sản phẩm mà bếp Nhật Tôm giới thiệu với các bạn trong mùa Trung Thu 2016.